Kính chào quý vị đến với bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị đến với thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cập nhật từ 18 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2022 đến 18 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2022, Tây Ninh ghi nhận 35 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 23 ca với ngày 27 tháng 4. Phân theo yếu tố dịch tễ, sàng lọc 35 ca, phân theo nơi cư trú, thị xã Trảng Bàng 8 ca, trong đó An Hòa 1 ca, An Tịnh 3 ca, Gia Bình 1 ca, Gia Lộc 2 ca, Phước Chỉ 1 ca, huyện Tân Biên 6 ca, trong đó Tân Phong 2 ca, Thạnh Bình 2 ca, Thạnh Tây 1 ca, thị trấn Tân Biên 1 ca, huyện Bến Cầu 5 ca, trong đó Lợi Thuận 1 ca, Long Giang 1 ca, Long Khánh 1 ca, thị trấn Bến Cầu 1 ca, Tiên Thuận 1 ca, huyện Châu Thành 4 ca, trong đó Thái Bình 2 ca, Thanh Điền 2 ca, thị xã Hòa Thành 4 ca, trong đó Long Thành Bắc 1 ca, Long Thành Nam 3 ca, thành phố Tây Ninh 3 ca, trong đó Hiệp Ninh 1 ca, phường 4 2 ca, huyện Dương Minh Châu 2 ca ở Lộc Ninh, huyện Gò Dầu 2 ca ở Hiệp Thạnh, huyện Tân Châu 1 ca ở Tân Phú. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 150.668 ca. Đang điều trị 1.460 ca, đã điều trị khỏi, xuất viện 148.358 ca, trong đó ngày 28 tháng 4 là 163 ca, tử vong 870 ca, ngày 28 tháng 4, 1 ca. Quý vị hãy quét mã QR gốc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ https://ttv11.com.vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin. Thân mến chào tạm biệt.